Chương trình Từ bốn phương trời, tiết mục Nhịp cầu du học xin được trân trọng kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, hàng năm thì có khoảng hơn 600.000 học sinh sinh viên từ khắp các quốc gia trên thế giới về Vương quốc Anh học tập, và tỷ lệ người Việt Nam trong số này ngày một tăng lên. Hiện có khoảng 5.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học của Vương quốc Anh. Bằng cấp của anh thì được toàn thế giới công nhận, và giá trị của nó thì có sức ảnh hưởng rất lớn đối với công việc của bạn trong tương lai. Khi bạn có văn bằng của anh trong tay thì đó là một nền tảng vững chắc và để xây dựng tương lai và phát triển sự nghiệp của bản thân. Các trường đại học ở Anh tạo ra một môi trường năng động, sáng tạo và đầy thách thức để bạn có thể phát triển được tiềm năng của bản thân. Và trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về trường đại học Middlesex London, một trong những trường đại học có du học sinh quốc tế theo học đông nhất hiện nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời đặc biệt của chương trình. Tôi xin được trân trọng kính giới thiệu tiến sĩ Canon Kanier-Manicom, giám đốc khu vực Đông Nam Á Đại học Middlesex UK. Và xin được trân trọng kính giới thiệu ông Huỳnh Minh Khôi, giám đốc công ty phát triển giáo dục Compact Education tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi về chương trình du học tại Đại học Middlesex ở nước Anh. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Canon. Thưa ông Canon, rõ ràng là hệ thống giáo dục bậc cao ở Anh là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, và mỗi trường đại học ở Vương quốc Anh đều có những thế mạnh riêng. Vậy chương trình nào nổi bật nhất tại trường đại học Middlesex thưa ông? Đại học Middlesex rất nổi tiếng với các bạn sinh viên quốc tế, và những chương trình học mà sinh viên chọn hầu hết là ngành kinh doanh. Chúng tôi có rất nhiều ngành học kinh doanh khác nhau ở cấp độ đại học cũng như là cao học. Hơn nữa, chúng tôi còn có các chương trình học công nghệ thông tin rất phổ biến cho các bạn sinh viên và chương trình nghệ thuật và thiết kế độc đáo và hấp dẫn cho các bạn sinh viên. Thưa ông Canon, như được biết là trường Đại học Middlesex có cung cấp chương trình Top Up. Vậy xin hỏi là chương trình Top Up là gì và nó mang lại những lợi ích gì cho sinh viên? Vâng, câu hỏi của cô rất là thú vị. Top Up là chương trình thường hầu hết dành cho sinh viên quốc tế. Ngày càng nhiều sinh viên quốc tế đến Đại học Middlesex ở London để học năm cuối trong chương trình học của mình. Điều này có nghĩa là các bạn sinh viên có thể tiết kiệm được chi phí học tập của mình. Do đó, các bạn sinh viên sẽ lấy bằng Đại học Middlesex trong vòng một năm. Chương trình này cũng được áp dụng cho các ngành học như kinh doanh, công nghệ thông tin và các ngành lựa chọn khác trong tháng 1 và tháng 9. Thưa ông, là có bao nhiêu sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Middlesex? Ồ, chúng tôi có rất nhiều sinh viên đến từ khoảng 150 nước khác nhau trên thế giới. Đối với Middlesex, Việt Nam là một thị trường đang nổi và đáng chú ý của chúng tôi. Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam đến học tại Middlesex London. Hàng năm thì khoảng 50 học sinh Việt Nam sang học tại Middlesex bởi vì trường này tọa lạc tại thủ đô London. Kính thưa ông, trường Đại học Middlesex đặt trụ sở tại thủ đô London của nước Anh. Vậy xin hỏi ông là sinh viên sẽ có được những lợi ích gì từ việc sống và học tập tại London? London là một thành phố rất hấp dẫn, là nơi tụ họp của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Trường Đại học Middlesex tọa lạc ngay ở phía bắc London, chỉ khoảng 30 phút đi tàu điện ngầm tới trung tâm thành phố. Các bạn sinh viên sẽ rất thích thú học tập tại môi trường sống tuyệt vời này. Ở London có rất nhiều thư viện, bảo tàng tốt, loại bậc nhất. Những gì có tại các thành phố lớn trên thế giới như New York, Melbourne thì cũng có tại London. Vì thế nên sinh viên quốc tế sẽ rất hứng thú tới để học hỏi và tiếp thu kiến thức ngoài việc học tập chính của mình. Giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Huỳnh Minh Khôi. Thưa ông Khôi, là một cựu sinh viên từng du học tại Anh Quốc, ông có thể giới thiệu về môi trường học tập của Anh như thế nào? Khi mà nói về London á, thì các bạn biết đây là cái trung tâm văn hóa, kinh tế, không những riêng nước Anh mà còn là cả trên thế giới. Là một học sinh mà học ở London, các bạn sẽ có rất là nhiều điều thú vị để viếng thăm. Thí dụ ngoài những cái văn lam thánh cảnh như là Big Ben hay là Buckingham Palace, như là học sinh Việt Nam, các bạn có thể viếng thăm cái khu người Việt của mình ở Hackney. Các bạn có thể mua những cái thức ăn của người Việt Nam một cách rất là dễ dàng. Nói chung, học tập ở London thì cho các bạn rất là nhiều cơ hội về giao tiếp với tất cả mọi người trên thế giới, rồi những cơ hội để viếng thăm di tích văn hóa lịch sử của nước Anh. Và London cũng là một nơi cho các bạn đi đến những cái thành phố khác rất là dễ dàng. Đó là những điểm mà rất là lợi ích khi sống, học tập và làm việc tại London. Và một câu hỏi nữa xin dành cho anh là áp lực về tài chính là một vấn đề lớn mà sinh viên Việt Nam sẽ phải đối mặt, và đặc biệt là những bạn phải trả học phí và chi phí đắt đỏ ở London. Vì thế thì du học sinh có thể kiếm việc làm bán thời gian được không ạ? Nếu các bạn là một du học sinh đi học và có cái visa TRA4 thì theo quy định của Cục Biên giới Anh gọi là UKBA á,
thì các bạn có thể làm việc maximum trong cái thời gian học là 20 giờ một tuần. Và những kỳ summer thì các bạn có thể làm full time. Ở London thì các bạn rất là dễ xin việc. Những cái công việc, thí dụ như nếu tùy vào cái cá tính của các bạn mà chọn những cái nghề nghiệp thích hợp cho mình, thì một tuần các bạn có thể làm việc maximum là 20 giờ để trang trải những cái chi phí về ăn ở cho bản thân mình. Nhưng các bạn phải nhớ rằng là học tập là cái điều quan trọng và là cái điều ưu tiên nhất khi đến Vương quốc Anh. Cái việc đi làm của các bạn sẽ giúp các bạn thứ nhất là học được về cái ngôn ngữ tiếng Anh, thì các bạn cũng đã biết Anh quốc tiếng Anh là một cái nôi, cái home của cái tiếng Anh. Rồi các bạn cũng có thể biết được cái cách làm việc của người Anh như thế nào. Rồi các bạn có thể có những cái kinh nghiệm sau này rất là thú vị cho các bạn khi mà trở về Việt Nam công tác. Thì sống ở London thì mặc dù các bạn chi phí nó nhiều hơn so với những vùng khác, nhưng mà các bạn được một cái điều là rất dễ xin việc, rất là nhiều việc. Sợ các bạn không có đủ kiên nhẫn để làm thôi. Và một câu hỏi nữa xin dành cho ông Khôi. Sống và học tập tại Anh quốc không hề dễ dàng một chút nào. Vì thế thì theo ông Khôi, là một đơn vị thường xuyên đưa các em sang du học tại Anh quốc, thì ông nghĩ như thế nào khi sinh viên sẽ phải xoay sở trước những áp lực về tài chính? Khi các bạn chọn Vương quốc Anh cho mình là một nơi điểm đến học, thì các bạn phải dựa vào hai cái yếu tố chính sau đây. Thứ nhất là các bạn phải xét học lực của mình. Tùy vào cái học lực của mình để các bạn có thể nộp những cái trường thích hợp với năng lực của mình. Nếu các bạn học lực trung bình khá mà các bạn chọn những cái trường rất là high ranking, thì các bạn khi vô học các bạn sẽ rất là khó cạnh tranh với những học sinh khác. Và cái việc đi học là một cái việc đầu tư lâu dài về mặt thời gian và tiền bạc, nên các bạn phải chọn cái trường nào thích hợp. Thứ hai nữa là vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề về tài chính. Các bạn nên chọn những cái trường nào vừa sức với học phí của mình. Thật sự thì học Vương quốc Anh nó không có mắc như các bạn nghĩ, tại vì chương trình thạc sĩ thì họ chỉ có 1 năm, so với Mỹ với Úc thì là khoảng 2 năm. Thì các bạn có thể tiết kiệm chi phí ăn ở cho mình rất là nhiều. Thì khi đi học các bạn phải lên cái kế hoạch cho mình, thí dụ về một tuần mình ăn ở bao nhiêu, rồi mình có thể là đi du lịch như thế nào, rồi mình làm việc bán thời gian sao để cho không ảnh hưởng với công việc của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Khôi. Và quay trở lại với ông Cannon. Thưa ông Cannon, Đại học Middlesex có tổ chức khóa học định hướng nào cho sinh viên quốc tế hay không? Và nếu có thì đó là khóa học miễn phí cho sinh viên phải không ạ? Vâng, chúng tôi có tổ chức các buổi định hướng cho tất cả các bạn sinh viên đến London và hoàn toàn miễn phí. Đây là chương trình khá thú vị cho các bạn sinh viên quốc tế. Trong 3 ngày định hướng, các bạn sinh viên được nhà trường hướng dẫn chi tiết về việc học tại Đại học Middlesex, về thành phố thủ đô London, văn hóa nước Anh, hệ thống nước Anh, làm thế nào để đăng ký tài khoản ngân hàng tại Anh và gặp gỡ gia sư của từng chương trình mà mình chọn học, cũng như những môn học nào các bạn sinh viên phải học. Tất cả các điều kể trên, nhà trường đều định hướng cho các bạn sinh viên và hoàn toàn miễn phí. Thưa ông Cannon, đi thực tập tại doanh nghiệp là một cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên có thể ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Vậy xin ông có thể nói rõ về chương trình này tại Đại học Middlesex. Đối với những sinh viên học chương trình đại học 3 năm tại Middlesex, sau 2 năm các bạn sẽ được làm việc tại những tổ chức hay khu công nghiệp trong 1 năm, và sau đó các bạn sinh viên có thể tiếp tục học năm cuối của mình. Trong suốt quá trình làm việc đó, các bạn cũng được trả lương hàng tháng. Tóm lại, câu trả lời là có, và các bạn sinh viên phải hoàn tất 3 năm chương trình đại học của mình tại Middlesex. Và có lẽ một vấn đề các bạn du học sinh quan tâm nhất đó chính là học bổng. Và sẽ có một câu hỏi dành cho ông Cannon. Thưa ông Cannon, Đại học Middlesex có những chương trình học bổng nào dành cho sinh viên quốc tế hay không, đặc biệt là sinh viên Việt Nam? Và nếu có thì làm thế nào để sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng được ạ? Chúng tôi có học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, ví dụ như cho những sinh viên quan tâm học cao học thì sẽ được học bổng trị giá 1.200 bảng Anh, nhưng họ phải có kết quả học tập tốt. Và để giành được học bổng này thì lá thư giới thiệu bản thân trong đơn rất là quan trọng. Nhưng nếu các bạn học giỏi trên 8 chấm thì còn được thêm 500 bảng Anh, có nghĩa là sinh viên được tổng cộng 1.700 bảng. Còn đối với sinh viên Việt Nam học chương trình cử nhân thì được nhận học bổng trị giá 1.500 bảng nếu có kết quả học tập cao, và được thêm 500 bảng cho sinh viên cực kỳ xuất sắc. Tôi nhớ Middlesex đã từng trao học bổng toàn phần cho sinh viên Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Việt Nam năm 2004, đến từ Hà Nội để học chuyên ngành báo chí truyền hình, và cô ấy đã tốt nghiệp đứng thứ 2 trong lớp. Bây giờ cô ấy đã trở về và làm việc rất tốt.
Xin cảm ơn ông Cannon và ông Khôi đã đến và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích, giúp cho các bạn sinh viên có những thông tin và cơ hội để du học tại Anh. Và bây giờ là những thông tin về học bổng tại Anh.